Dạ, ba mới về. Giang ra. Mày, tao không cần ai đỡ. Tao chỉ cần cái này thôi. Thứ mày là thứ con gái hư. Cuối cùng thì mày cũng như mẹ mày thôi. Như con gái mẹ mày thôi. Giang ra. Ba. Ba ơi, ba cẩn thận đó. Tao đã nói mày giang ra. Tại sao tao phải khổ như vậy? Tại sao? Con mẹ tụi bay bây giờ ăn sung mặc sướng ở đâu? Tại sao tao phải nuôi hai đứa con vô dụng hả? Vô dụng. Mẹ mày. Ba. Mày bung phí vừa phải thôi. Tại sao đổ nước vừa xuống đất? Đây, đồ bé đi hết đây. Đồ vô dụng, không làm được cái gì. Còn pha nữa, từ nay không cho uống dừa nữa. À, một cây dừa đủ mua nửa cái gạo về cho nó ăn mà. Vô dụng. Vô dụng. Đi với chị. Tụi bay rồi sẽ như con gái mẹ tụi bay thôi. Đi chết đi. Chết hết đi. Con đã liệt mà. Ba đang xỉn đó. Em ngồi đây đi. Đừng lên nhà trên nha. Chừng nào ba nghỉ á, chị gọi em lên nha. Sống làm gì? Không có sao đâu. Chị lên coi ba sao. Rồi chị xuống với em liền nha. Không có sợ, nín chị thương. Còn đi đâu rồi? Mua rượu thêm cho tao. Nhật Linh. Trời ơi, có chuyện gì xoải tới đây vậy? Hãy đến đón Linh đi họp lớp. Linh không nhớ hôm nay mình họp lớp sao? Linh nhớ, nhưng mà Thoải đi trước đi. Linh thu xếp công việc rồi tới sau nha. Dạ, hãy chờ Linh ở ngoài kia nghe. Linh ơi. Thôi, đi đi. Ba mà thấy là ba đánh nữa. Linh sẽ tới sau mà, nha. Tại sao ba Linh lại đối xử với Linh kỳ vậy chứ? Linh đâu? Cái con chết tiệt. Mày có nghe cha mày kêu không? Thôi, đi đi. Đi rồi, đi mà. Hãy chờ ngoài kia đó nghe. Linh biết rồi. Dạ, con nè ba. Dạ. Dạ, con nè ba. Tao gọi mày hồi nào? Ba. Ôi. Giang ra. Bé ơi, bé muốn ngủ nữa hả? Ờ, cho bé ngủ nha. Ngủ dạ, đi. Thưa ba, con mới về. Dạ, con xuống nấu cơm, rồi con lên phụ ba nha. Nè, cơm nước xong, đem giao cho quán bà hai 20 trái, quán bà sáu 30 trái. Bụng không? Nghe không? Dạ. Đói bụng rồi kìa. Ngủ đi, ngủ đi. Vô trong với chị. Không.
Hai có quà cho em nè. Em ngồi ở đây ăn, đừng có lên nhà trên, ba thấy ba la đó. À. À. Ăn từ từ thôi. À. Từ từ thôi, mắc nghẹn bây giờ. Đó, thấy chưa? Linh đi giao dừa hả? Ừ. Hải đi uống cà phê hả? Không, Hải chờ Nhật Linh. Hả? Chờ Linh hả? Ừ, Linh nhắm mắt lại đi. Hải có cái này cho Linh. À... kỳ lắm Hải. Thôi mà Linh phải về nữa. Cho Hải 15 phút thôi. Ngoan đi, nhắm mắt lại. Linh mở mắt ra đi. Chúc mừng sinh nhật Nhật Linh. Sao mà Hải biết bữa nay là sinh nhật của Linh vậy? Linh ngồi đi. Học chung với nhau bao lâu, với một người mà mình quan tâm, thì việc nhớ ngày sinh nhật của người ta thì đâu có gì là khó. Từ nhỏ tới lớn Linh chưa bao giờ tổ chức sinh nhật hết, cho nên Linh cũng không nhớ là mình sinh nhật ngày nào nữa. Vậy hôm nay cho Hải tổ chức sinh nhật cho Linh nha. À, nhưng mà Linh phải về. Đừng lo, không chiếm nhiều thời gian của Linh đâu. Còn với cái sai đi bỏ mấy trái dừa, giờ này cũng chưa về. Về đây, mày về đây mày biết tay tao. Linh còn phải về nhà mà. Linh thổi đi. Linh uống nước đi. Hải có món quà này tặng cho Linh nè. Linh nhận quà như một lời chúc mừng là được rồi. Linh không nhận quà đâu. Linh không nhận á là phụ lòng Hải đó.
Món quà đắt quá à, Linh không nhận đâu. Thôi được, Hải biết tính Linh mà, không ép Linh đâu. Hải sẽ giữ lại, sau này đưa Linh cũng không muộn. Cảm ơn Hải nha. Không. À, mà hồi nãy Linh cùng Nguyễn cái gì vậy? Có thể nói cho Hải nghe được không? Linh mong là mình có đủ sức khỏe, ngoài việc lên lớp giảng dạy còn phụ ba lo cho gia đình. Linh, nếu có khó khăn gì cứ nói với Hải, Hải sẵn sàng giúp đỡ cho Linh. Nhật Linh, lẽ nào Linh không nhận ra tình cảm bấy lâu nay mà Hải đã dành cho Linh? Hải phải chờ bao lâu nữa mới có câu trả lời chính thức từ Linh? Không phải là Linh không biết những gì mà Hải dành cho Linh đâu, nhưng hoàn cảnh của hai đứa mình rất khác biệt, đến với nhau là điều không thể. Sao Linh lại nói như vậy? Ý Linh là muốn nói về gia cảnh của tụi mình phải không? Nghèo đâu phải là một cái tội. Tại sao mình lại không thể yêu nhau? Không phải chỉ có hai tiếng giàu nghèo, còn nhiều sự khác biệt lắm. Mẹ của Hải liệu là có chấp nhận một đứa con dâu khi lai lịch của nó có một vết nhơ? Mẹ thì đã bỏ đi theo một người đàn ông khác. Chuyện của người lớn sao có thể ảnh hưởng tới tình cảm của mình? Hiện tại thì Linh không muốn nghĩ tới chuyện tình cảm. Hoàn cảnh nhà Linh khó khăn, Linh phải tập trung lo cho gia đình. Linh phải về rồi. Cảm ơn Hải đã nhớ ngày sinh nhật của Linh. Nhất định Hải sẽ chờ Linh. Chị hai về. Mẹ mày, mày đi theo thằng nào? Bây giờ mới về hả? Thứ hư thần mất nết, đúng là mẹ nào con nấy mà. Mày khóc cái gì? Mày cầm cao mày là tao cho một trận bây giờ. Chị hai. Dạ, con xin lỗi ba. Tại vì con gặp một người bạn học cho nên nói chuyện hơi lâu chút xíu. Bạn bè cái gì hả? Nhà nghèo lo mà làm việc, ở đó mà đàn đúm. Mày mà hẹn hò với thằng nào ba, là tao chặt giò mày nghe chưa? Dạ con biết rồi. Đi em. Đi. Khóc khóc cái gì? Em sợ. Chùi em nghe nè. Đừng có khóc nữa nha, chị thương. Mẹ nó. Công việc làm ăn hồi đi của tổ không ông? Vàng và nữ trang dạo này bán chạy lắm. Có chút của dư, người ta cũng muốn mua sắm để làm của. Tiệm cầm đồ làm cũng tốt. Nhưng tôi nói thiệt, tôi chỉ muốn quay về làm nghề cũ của cha tôi thôi. Ông muốn nhắc tới nhà văn Minh Tâm trước kia của ông nội thằng Hai đó. Nhà văn Minh Tâm trước 75 hoạt động tốt lắm. Tâm nguyện của tôi là sẽ thành lập lại. Chờ chính sách nhà nước cho phép, tôi sẽ huy động vốn
mở ngân hàng thương mại cổ phần, dựng lại sự nghiệp rồi giao lại cho con trai. Thiệt ra thì tôi cũng biết ý đồ của ông rồi, cho nên là mới cho thằng Hải học ngành ngân hàng. Nó ra trường rồi đi làm cho một ngân hàng nhà nước, học hỏi kinh nghiệm cũng tốt. Giờ nó chỉ là một nhân viên thôi, nhưng tôi muốn tương lai nó phải là một ông chủ ngân hàng như ông nội nó trước đây. Bao nhiêu của cải mình dành dụm được, tôi sẽ trút hết để gây dựng lại sự nghiệp cho nó. Về sự nghiệp cha con ông cứ tính, tôi không có xen vô. Nhưng muốn thằng con trai duy nhất của mình thăng tiến mỹ mãn, tôi nghĩ mình phải lo cho nó yên bề gia thất trước đã. Ý bà muốn nói chuyện mai mối hôn nhân giữa nhà mình với gia đình anh Lê Tấn, chủ tiệm vàng Ngọc Hà, đúng không? Nói về gia thế thì họ cũng chẳng thua kém chi với gia đình mình. Nhưng mà tôi ưng ý nhất là kẻ con Kiều. Con nhỏ vừa đẹp người, vừa hiền lành lại vừa nết na. Nhà chỉ có hai anh em, sau này gia sản nó thừa hưởng cũng không phải nhỏ mô. Anh chị Lê Tấn bên đó cũng có ý ướm gả con gái cho thằng Hải nhà mình. Chỉ có điều là tôi sợ con trai mình nó phản đối đó bà. Tôi với ông còn sống sơ sơ ra đây, nó dám cãi lời à? Tôi đã hẹn với anh chị bên nợ rồi, ngày mai họ sẽ qua nhà mình ăn cơm. Trước là để hai đứa nó giáp mặt nhau, sau nữa là biết được ý định tác hợp của hai bên cha mẹ. Thưa ba mẹ, con mới về. Con ngồi xuống nữa, ba mẹ muốn nói chuyện với con. Dạ. Bán trái dừa coi. Đi đâu vậy? Đi chơi, qua thăm bà. Đi vô đây, tôi chặt cho trái dừa uống. Nè, uống đi. Cảm ơn. Ngọt không? Vừa ngọt quá. Vừa xiêm mà, uống hết đi, tôi chặt cho trái nữa ha. Thôi được rồi, cảm ơn. Đãi tôi hoài lấy tiền đâu đông gạo. Nói quá à, bà giỏi lắm mà uống hết ba trái không? Ủa mà qua đây chi vậy? Nhớ bà qua thăm bà được không? Trời. Bà đâu? Đi lấy dừa rồi. Tối đi coi phim không? Thôi không đi đâu. Ba tôi khó tính lắm, đi ổng chặt chân nữa. Trời, ba bà cổ hủ khó tính quá à. Thời buổi này là thời buổi nào mà nhốt con gái ở trong nhà? Nhốt vậy hoài sao bà lấy chồng? Nhưng bà biết tính ba tôi vậy rồi, sao giờ? Đợt này Hải có hay ghé qua thăm bà không? Là sao? Thì mới gặp tuần trước. Hai người hẹn hò với nhau hả? Không phải, chỉ là tình cờ gặp thôi. Thì tôi đi giao dừa ở quán cà phê rồi gặp Hải đó. Bà biết ông Hải thích bà không? Thích thì sao? Giữa tôi với Hoàng Hải có khoảng cách lớn lắm. Không có kết quả gì đâu, nghĩ làm gì. Bà nói cũng phải, gia cảnh của bà với Hải có khoảng cách quá lớn, khác xa nhau một trời một vực. Tôi còn nghe nói hả, mẹ của Hải là xuất thân từ dòng tộc Dương Quyền ở triều đình Huế đó. Bà khó lắm, làm dâu không được đâu. Ba mẹ đã nhậm đạo ni cho con từ lâu rồi. Gia thế nhà nọ không kém chí với gia đình mình. Con có vợ đẹp mà ba mẹ lại hài lòng với cô con dâu. Thưa mẹ, con không đồng ý lấy vợ vì bốn chữ môn đăng hộ đối. Hôn nhân mà không có tình yêu thì khác gì địa ngục. Yêu cái chí mà yêu. Ba với mẹ mi đi này cũng do mai mũi mà lấy nhau,
rồi vẫn sống yên ổn tới bây giờ. Cần chi mà phải yếu? Đời ba mẹ khác, đời con khác. Con cũng đã có người con gái con yêu. Con không thể lấy vợ qua mai mối. Hôn nhân đại sự phải do cha mẹ quyết định. Ngày mai mẹ đã hẹn người ta gặp mặt rồi đó. Con không được từ chối. Ờ, nhưng... Mẹ con bà mỗi người nhịn một tiếng đi. Từ từ rồi bàn bạc thêm. Túi đã quyết rồi, cấm cãi. Con có thể nghe lời ba mẹ bất cứ chuyện gì, trừ chuyện này ra. Nì, mẹ cũng nói cho con biết, mẹ có thể chiều con bất kỳ chuyện chi, trừ chuyện ni. Con dâu là phải do mẹ lựa chọn. Có đủ tiêu chuẩn thì mới được đặt chân vô cái nhà ni, con có hiểu không? Xin mẹ hiểu cho con không muốn làm đứa con bất hiếu. Mẹ đừng có ép con phải lựa chọn giữa chữ tình và chữ hiếu. Mày đừng lại, đừng lại. Trời nè, ơi nè, là nè, trời bà. Nè bà bà đừng có giận tôi. Anh hưởng đến sức khỏe bây giờ. Con về cái chứ tôi chỉ buồn chết mà thôi. Cha con muốn làm gì thì làm. Bà phải từ từ để tôi khuyên nó. Đừng có tức giận tụt huyết áp nữa bây giờ. Linh. Ủa? Bảo chị dĩ trái dừa đi. Nè. Cho dĩ gửi tiền. Cảm ơn nha. Ủa, Duyên đi đâu đây? Thì tới tìm Hải chứ đi đâu. Duyên tìm Hải có chuyện gì không? Bộ có chuyện gì mới tìm Hải được hả? Mình đi uống cà phê đi. Bây giờ mình bận rồi, để khi khác. Để lần sau nha Duyên. Có gì Hải sẽ gọi cho Duyên. Nhưng mà đi đâu mà gấp quá vậy? Đi uống cà phê với Duyên chút đi. Hải xin lỗi người đẹp mà, đừng có giận. Hải sẽ bù lại cho Duyên một chầu hoành tráng. Giờ Hải đi nha. Ở đâu ra cái mình này hả? Tao đốt hết rồi, đứa nào dám giữ lại? Tao cũng muốn nhìn thấy bất cứ cái hình ảnh nào của người đàn bà hư hỏng này trong nhà tao.
hiểu chưa? Mày nó không nghe mày à? Ngu mày. Mày muốn theo con mẹ mày hả? Mày ra khỏi nhà tao, mày ra khỏi nhà tao. Cái thứ đàn bà ư thân mất nết, mày để làm cái gì hả? Chị ơi, chị ơi, Cảnh, trời ơi, em ơi. Em sao rồi? Đứng dậy, đứng dậy đi với hai. Nhanh lên. Có chuyện gì vậy? Nó bị sao vậy? Cảnh nó bị bỏng nước sôi rồi. Đưa đi bệnh viện liền. Bé đi em. Cảnh ơi, Cảnh ơi, trời ơi, tôi đã làm gì con tôi vậy? Linh phải thật bình tĩnh để còn lo cho em nữa. Số em Linh thiệt là khổ. Mẹ Linh bỏ đi khi nó chưa tròn một tuổi. Đã vậy lớn lên còn mắc bệnh tự kỷ, và lại còn mang thương tích trên người nữa. Lẽ ra biết con thiếu thốn tình cảm của người mẹ, ba Linh lại càng phải thương yêu bù đắp cho chị em Linh nhiều hơn. Sao ông lại đối xử với con cái như vậy chứ? Trước kia ba Linh là người hiền lành, chịu thương, chịu khó. Chỉ có điều là quá nghèo, không có lo được cuộc sống đầy đủ cho vợ con. Kể từ lúc mẹ Linh bỏ đi, ông ấy thay đổi như biến thành một người khác. Vừa thù, vừa hận, rồi cuộc sống khắc khổ. Nó khiến cho ba lúc nào cũng tìm tới rượu. Linh hiểu, nên không bao giờ Linh giận ba hết. Linh là một cô gái đặc biệt, chịu thương, chịu khó. Trên hết là có một tấm lòng vị tha nhân hậu. Lẽ ra Linh phải có một cuộc sống hạnh phúc. Mỗi người sinh ra đều có một số phận riêng. Cho dù là mình có muốn hay không, thà chấp nhận còn hơn là dãy dùng rồi thất vọng. Hãy để cho Hải được chia sẻ với Linh. Bà ơi, khi nào dọn đồ ăn lên vậy bà? Ừ, đồ ăn đã chuẩn bị xong hết rồi. Đợi khách tới thì mình dọn lên ăn cho nóng. Dạ. À bà, con thấy có mấy người khách à, mà bà nấu chi cho nhiều dữ vậy? Mà toàn những món cầu kỳ không thôi. Đại sư gia tương lai của tôi mà cô, cần phải chuẩn bị cho chú đạo chứ. Dạ. À ông về, con ra mở cổng cái đã. Đang họp mà bà cứ hối tôi hoài. Anh chị Tấn còn chưa tới mà. Hôm nay là ngày trọng đại, hai gia đình chính thức gặp nhau để bàn chuyện hôn nhân cho con. Tôi muộn mình chuẩn bị chu đáo để tiếp đón gia đình anh chị xuôi, không lại thất lễ với người ta. Ủa, thằng Hải nó về chưa bà?
Lẽ ra sáng nay tôi bắt nó ở nhà đó, nhưng mà nó nói nó đi công việc gấp một chút, sẽ về liền. Ông gọi điện hồi nó về đi. Ờ. Alo, Hải hả con? Dạ, con đây ba. Con xong việc chưa con? Về nhà liền đi, anh chị Tấn sắp tới rồi đó. Dạ, chắc con không về đâu ba. Hải, sao con dám nói với ba như vậy? Tụi con không biết tính mẹ con hả? Ba ơi, con đã suy nghĩ kỹ rồi. Thà là con không gặp mặt, một lần coi như dứt khoát. Nếu như con nghe theo lời mẹ, sau này con sẽ rất khó xử. Không được, con phải về nhà ngay. Mẹ con đã hẹn với người ta rồi. Con mà làm mẹ mất mặt, bà ấy sẽ không bỏ qua cho con đâu. Ba ơi, ba cũng là đàn ông, ba phải hiểu cho con. Con không thể nào nghe theo lời sắp đặt của mẹ. Con đã có người yêu. Cô ấy vừa đẹp, vừa nết na, chịu thương chịu khó. Con tin chắc là ba mẹ sẽ hài lòng về bạn gái của con. Thôi, ba cúp máy đây, khách tới rồi kìa. Con liệu mà về nhà đó, đừng có chọc giận mẹ. Ba đỡ không có nổi đâu. Ba. Dạ chào anh chị. Dạ anh chào chị và chào mời tới. Dạ chào anh chị. Dạ, dạ con chào hai bác. Chào dạ, con. Dạ, dạ tôi có một cặp rượu mang qua biếu anh. Trời ơi, anh chị lâu ngày qua dùng cơm với gia đình, còn quà cáp chi cho nó tốn kém vậy. Dạ có gì đâu anh. Dạ, dạ gửi anh. Cảm ơn anh chị. Cảm ơn anh. Ủa cháu Hải đâu rồi anh chị? Dạ cháu vừa đi ra ngoài một chút. Dạ. Về liền với chị đã. Dạ. Dạ. Dạ mời anh chị vô nhà uống nước. Dạ. Dạ. Dạ mời anh chị vào vô nhà. Đi con. Dạ bác. Linh à, em của Linh có ăn uống gì được không? Mà sao nó ngủ ly bì vậy? Em mới chỉ ăn được có chút cháo. Vì đau quá nên khóc nhiều, rồi mệt nên mới ngủ thiếp đi đó. Sao xảy ra chuyện mà Linh không cho dì biết? Thật lòng Linh không muốn làm phiền bạn bè. Linh cũng biết gọi mình là bạn bè mà làm phiền cái gì. May mà mình điện thoại cho Hải, tình cờ mới biết. Chỉ cần Linh gọi, lúc nào dì cũng sẽ có mặt. Linh biết là dì thích Linh mà. Cảm ơn dì. Linh hiểu tình cảm của dì. Nhưng mà chúng ta coi nhau như bạn bè, có được không? Sao Linh không cho dì một cơ hội? Thật ra Linh không muốn nghĩ tới chuyện tình cảm trong lúc này. Hoàn cảnh gia đình Linh rất khó khăn. Linh chỉ muốn tập trung lo cho ba và em trai thôi. Nhật Linh. Ủa, cậu tới lâu chưa? Mình cũng vừa mới tới hả? À, vậy à. Em Linh có đỡ hơn không? À, Hải có mua đồ tới cho cả hai chị em nè. Trời, Hải mua gì mà nhiều quá vậy? Cảm ơn Hải nha. Em, nó cũng vậy hả? Ngủ thì thôi, còn thức dậy là nó khóc. Nên đừng lo, Hải đã làm việc với bác sĩ rồi, sẽ dùng những loại thuốc tốt nhất cho em Linh. Linh cũng phải lo lắng gì về mặt tiền bạc. Trước mắt Linh cố gắng chăm sóc cho em, và cũng phải giữ sức khỏe. Mới có mấy bữa mà thấy Linh gầy nhom mà. Linh không biết là phải cảm ơn Hải như thế nào nữa. Không cần nói hai tiếng cảm ơn. Chuyện của Linh là chuyện của Hải. Cậu có biết
hôm nay mình đã quyết định một chuyện trọng đại không? Là chuyện gì vậy? Mình đã bỏ đi trong buổi tiệc ra mắt gia đình vợ tương lai. Mình biết là mẹ mình sẽ giận lắm, nhưng vì Linh mình sẽ vượt qua. Nhật Linh chính là mối tình đầu của mình. Mình biết Linh cũng dành tình cảm cho mình, nhưng vì hoàn cảnh khác biệt của hai gia đình cho nên Linh đã từ chối. Nhưng nhất định bằng tình yêu mạnh mẽ của mình, mình sẽ cho Linh thấy không có gì là không thể vượt qua. Khi hai người luôn có đủ niềm tin dành cho nhau. Dạ xin lỗi anh chị. Dạ cháu Kiều. Cháu Hải nhà tôi hôm nay không biết gặp trục trặc chuyện gì. Dạ. Mà tôi không liên lạc được. Dạ. Dạ thôi, mời anh chị và cháu ta cứ dùng bữa đi, rồi từ từ cháu Hải sẽ về. Không sao, không sao đâu anh chị. Tôi chỉ sợ là cháu nó có chuyện gì. Chứ còn nếu cháu nó bận thì thôi để bữa nào gặp cũng được. Dạ. Dạ. Cháu Hoàng Hải có biết hôm nay là ngày trọng đại, hai bên gia đình gặp nhau không anh chị? Dạ, dạ biết chứ. Nó cũng trông chờ được gặp mặt cháu Kiều. Và tôi đảm bảo với anh chị, nếu mà con trai tôi nó nhìn thấy cháu Kiều con gái của anh chị đây, nó sẽ gật đầu đồng ý ngay. Con cháu không những xinh đẹp mà còn dịu dàng. Dạ. Thùy mị nữa. Dạ bác quá khen ạ. Gia đình tôi trọng lễ nghĩa gia giáo, chọn con dâu không phải là dễ. Nhưng nói thiệt, tôi rất hài lòng. Dạ. Nếu cháu Kiều về làm dâu nhà tôi ạ. Dạ. 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 Mời anh chị, chúng ta nâng ly chúc sức khỏe, chúc mối quan hệ thông gia. Dạ, của mời. Chúng ta bao sớm trở thành hiện thực. Dạ. 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 Dạ con mời hai bác. Dạ mời. Linh không biết phải nói gì với Hải nữa. Hải giúp đỡ cho em Linh nhiều quá rồi, không biết khi nào mới trả hết món nợ này cho Hải nữa. Đừng nói gì hết, hãy cho Hải một cơ hội được ở bên cạnh để chăm sóc cho Linh và em trai của Linh được không? Chết rồi, ba về rồi. Thôi Hải, hãy về đi nha. Mình có làm gì sai đâu mà phải sợ ba như vậy. Tính của ba Linh á kỳ cục lắm. Linh chỉ sợ là ba nói gì không phải, làm tổn thương tới Hải thôi. Thôi Hải về đi, khi nào gặp mình nói chuyện sau nha. Ba, ba mới về. Dạ cháu chào bác. Thằng nào đây? Tao mới đi có một chút, mày đã dắt trai vô nhà rồi hả Linh? Dạ thưa. Dạ. Bác, cháu là bạn học của Linh, cháu mới đưa em trai Linh từ bệnh viện về. Tao không cần biết mày là ai. Ra, ra khỏi nhà tao. Dạ thưa bác, cháu... Ra khỏi nhà tao ngay lập tức. Ba ơi, Hoàng Hải là ân nhân của nhà mình đó. Hải đã giúp con thanh toán tiền viện phí, rồi giúp rất nhiều trong những ngày thằng Kỉnh nó nằm viện đó ba. Mày! Linh! Mê trai là cái máu con gái mẹ mày. Mày còn dám đứng đó lớn tiếng với tao hả? Đồ con gái mất nết! Mày! Bác! Linh có làm gì sai đâu mà bác đánh Linh. Mày là thằng nào? Mày dám xen vô chuyện gia đình tao? Tao dạy con gái tao! Mắc mớ gì tới mày? Mày cút đi! Linh xin Hải đó, hãy về đi. Mày lèm bèm cái gì đó? Thưa bác con về. Đi! Mày mà còn dám dắt ta vô nhà này một lần nữa là cuốn gói đi theo con gái mẹ mày liền. Mày nghe chưa?
Nhà tao không có chứa cái thứ đàn bà hư thân mất nết. Cảnh ơi, em sao rồi? Không sao đâu em, không sao đâu, ráng lên. Cái gì vậy? Mày cắm cái họng mày lại. Tao đang phát điên lên đây. Trời ơi là trời. Hải. Hãy uống đi. Hơi đâu mà buồn vậy? Tính ba Linh là vậy đó. Cộc cằn thô lỗ. Vô học đó mà. Thật ra thì là do học chung với Linh, chơi thân với Linh cho nên mình mới tới nhà. Chứ thực chất mỗi lần tới đó nhìn thấy gia đình hạ cấp của nó là phát ngán à. Sao Duyên có thể nói như vậy? Lẽ ra thấy hoàn cảnh của Linh, tụi mình phải thương Linh nhiều hơn mới phải. Duyên nói như vậy không sợ Linh buồn sao? Duyên chỉ nói sự thật thôi mà. Có những sự thật mình không nên nói ra thì tốt hơn. Hải thật là quá đáng. Đụng cái gì cũng binh Linh chầm chầm hả? Không có coi Duyên ra cái gì hết. Sao Duyên lại nói như vậy? Hải thừa biết tình cảm của Duyên dành cho Hải nhiều như thế nào mà. Tại sao trong mắt của Hải chỉ có mình Linh thôi vậy? Hải thiệt là không có công bằng với Duyên gì hết. Xin lỗi Duyên, trái tim của Hải chỉ có chỗ dành cho một người. Chúng ta chỉ nên dừng lại ở mối quan hệ bạn bè. Nhưng mà đã bao giờ Hải nghĩ kỹ chưa? Gia đình của Hải á, với gia đình của Linh có một sự cách biệt quá lớn. Liệu rằng hai người có kết quả tốt được hay không? Rõ ràng là Duyên hợp với Hải hơn nhiều. Linh nó có cái gì tốt hơn Duyên chứ? Xin lỗi Duyên, chính Hải mới biết ai là người hợp với mình hơn. Hãy phải về. Được rồi, để tôi coi. Tôi chống mắt lên coi hai người đi được tới đâu. Sáng giờ mẹ tôi có ăn uống gì không chị? Dạ, bà đang giận chuyện của cậu cho nên hai ngày nay bà không chịu ăn gì hết á. Không ăn á thì chịu khó uống miếng sữa. Bà cứ nằm vậy hoài sao chịu nổi. Kệ tôi, chứ tôi không muốn ăn gì hết á. Tôi chỉ muốn chết thôi, cho cha con ông vừa lòng. Bà cứ nói bậy bạ không à, mắc gì phải chết. Chuyện đâu còn có đó mà bà. Thằng Hải nhà mình còn trẻ, chuyện vợ con nó từ từ tính đi mà. Ông biết chứ mà nói, không lo từ bây giờ. Nay mai nó ra đường lại phải một con không ra chi làm vợ, của cải sự nghiệp tiêu tan. Khi nở ông đừng có mà trách tôi. Thiệt tình là con một cái. Mẹ, mẹ đừng vì chuyện của con mà không ăn không uống gì. Mẹ mà ngã xuống nhà mình không biết phải làm sao. Chứ cậu mày biết tôi là người quan trọng trong cái nhà ní rồi. Răng tôi nói mà cậu không nghe lời. Con xin lỗi mẹ
vì chuyện thất hẹn với nhà bác Tấn. Nhưng con có nỗi khổ riêng của mình, con có bạn gái rồi, con không thể lấy Kiều làm vợ. Hẳn là con cãi nhà ai? Có ăn học đàng hoàng không? Gia cảnh có bằng nhà mình không? Mẹ, cô ấy là giáo viên dạy cấp 3. Nhà mình đã có cụ ăn cụ để rồi, con đâu cần phải lấy vợ giàu. Con dốt mà còn dày khôn mẹ. Lấy đứa nghèo về, nó bon ruột hết của cả nhà mình. Còn mặc mũi cha mẹ để mô mà làm xui về họ chứ. Nhà có hai mẹ con à, cứ đụng chuyện là như lửa với nước. Thôi, nếu trời không chịu đất thì đành đất chịu trời vậy. Nó thương ai á thì mình cưới cho nó, vậy là xong. Con hư là tại ông đó, lúc nào cũng dung dược cho nó. Thì làm cha làm mẹ, tôi chỉ mong muốn cho con nó được hạnh phúc thôi. Bà cũng nên nghĩ lại cho con nó nhờ. Thôi cha con ra ngoài đi, tôi muốn nghỉ ngơi. Sao Linh đi vội vậy? Tại Cảnh ở nhà có một mình à, nên phải về với nó. Có bao giờ Linh cho phép mình được sống như khoảnh khắc riêng tư chưa? Tôi yêu cô gái này, tôi muốn cô ấy nhận lời làm bạn gái của tôi. Mọi người hãy giúp tôi thuyết phục cô ấy. Nhận lời người ta đi, nhận lời anh chàng đẹp trai này đi Linh ơi. Nhận lời đi. Anh ấy tỏ tình rồi kìa, nhận lời đi Nhật Linh. Anh chàng này vừa mạnh mẽ vừa hào hoa nữa, tính đôi với Nhật Linh lắm đó. Anh sẽ không buông tay đến khi nào em nhận lời làm bạn gái của anh. Em bằng lòng là bạn gái của anh không? Bà, trời ơi, con làm gì mà mình mẩy ướt nhẹp hết vậy? Con có chuyện vui muốn báo với ba. Chuyện gì mà con vui dữ vậy? Ba, cô ấy đã nhận lời làm bạn gái của con rồi. Vậy hả? Con yêu cô ấy nhiều lắm phải không? Con luôn phát điên lên vì cô ấy. Gần 3 năm kiên trì theo đuổi, hôm nay cô ấy mới chính thức nhận lời với con. Con vui quá ba ơi. Cô gái ấy là người ra sao mà thằng con trai của ba phong độ vậy nè, mà phải mất 3 năm theo đuổi vậy? Cô ấy đẹp lắm hả? Người con gái của con yêu á, không có đẹp lộng lẫy kiêu sa. Cô ấy đẹp thuần khiết, dịu dàng. Nhà của cô ấy không có giàu, nhưng cô ấy giàu lòng tự trọng. Ba mừng cho con tìm thấy tình yêu của mình. Dạ. Nhưng ba cũng báo trước, con phải nghĩ ra cách để đối phó với mẹ con. Ba ấy vẫn còn mang quan điểm khắt khe về chuyện môn đăng hộ đối trong hôn nhân. Nhất định con phải cưới cho được Nhật Linh về làm vợ. Con sẽ vượt qua bất cứ khó khăn nào, chỉ cần có ba ủng hộ cho con. Làm thằng đàn ông thì ngoài chuyện sự nghiệp ra thì tình yêu mỹ mãn chính là động lực cho ta có thể thăng hoa trong cuộc đời này con ạ. Dạ. Quyết định thành lập ngân hàng Minh Tâm chính là tâm quyết của ba.
khôi phục lại sự nghiệp nhà băng của ông nội con. Hiện giờ ba với tư cách là cổ đông chính, dạ, số vốn ban đầu chỉ có 10 tỷ đồng. Ba cần phải huy động vốn, các cổ đông tăng trong những quý sắp tới. Con cũng đã có kinh nghiệm 2 năm khi đi làm ở ngân hàng nhà nước. Con phải dùng nghiệp vụ đã học để mà giúp đỡ cho ba phát triển sự nghiệp. Sau này tất cả là của con mà. Con biết dự định của ba khi quyết định cho con vào học đại học ngân hàng. Mà hình như á, con cũng có máu của ông nội. Con rất thích ngành tiền tệ này. Nó có một sức hút rất là mãnh liệt. Nhất định con sẽ đồng hành với ba, gây dựng nên một đế chế tài chính vững mạnh. Con tự tin vậy là tốt. Nhưng chớ có ngựa non háu đá nha. Làm gì cũng hỏi qua ba một tiếng. Dạ. Kinh nghiệm theo ông nội con mấy chục năm cũng cho ba chút vốn liếng lận lưng trong ngành ngân hàng này. Thôi con về nhà thay đồ đi, có chừng cảm lạnh đó. Tối về rồi hai cha con mình nói chuyện nhiều hơn. Dạ. Ừ. Con về con nha ba. Con về đi. Bà từng nói với tôi là hai người sẽ không bao giờ có kết quả tốt. Tại sao bà nhận lời làm người yêu của Hoàng Hải chi vậy? Thiệt ra thì mình cũng đã cố gắng từ chối tình cảm của Hoàng Hải đó chứ. Cũng như là mình tự lừa dối bản thân mình. Nhưng mà bây giờ mình thật sự gục ngã trước tình yêu mãnh liệt, chân thành mà Hoàng Hải dành cho mình. Vậy là tốt rồi. Tôi mừng cho bà mà cũng thấy lo cho bà đó. Miễn là sau này đừng có tới gặp tôi rồi khóc lóc với tôi là được rồi. Mình biết chứ. Mình biết là rồi đây mình sẽ phải đối mặt với nhiều chuyện. Khi mà người ta yêu thì ai cũng hạnh phúc hết. Nhưng mà sao với mình, thực sự là mình có hoang mang. Tôi nghĩ là bà không nên nhận lời yêu với Hoàng Hải. Như vậy sẽ tốt cho bà hơn. Dạ, ba mới về. Dạ, con chào bác. Cơm nước gì chưa? Cơm nước gì chưa mà giờ này đang đúng hả? Dạ, cơm con nấu xong rồi. Đợi ba về là mình dọn ra ăn liền được. Nè, gối rơm thì yên phận gối rơm, có đầu dưới thấp mà chồm lên cao. Mày á là con nhà nghèo, mày phải biết thân biết phận của mày. Làm lo làm nhiều chuyện à. Coi chừng tao. Coi chừng tao nghe chưa? Nghe chưa? Dạ con nghe ba. Tôi xin lỗi nha. Đừng có giận ba tôi nha. Đâu có gì đâu. Tôi đâu có lạ gì tính của ba bà. Thôi về nha. Ừ, khi nào rảnh qua chơi với tôi nha. Ừ. Muốn lấy thông tin của Hải nên tôi mới tới đây. Không tôi tới đây làm gì? Cái đồ nghèo mạt hạng còn bị đặt. Dạ mời cô uống. Dạ nước. Cảm ơn. Uống nước đi cháu. Dạ con cảm ơn bác. Đến gặp bác là được rồi. Qua cạp chí cho tụng tiền. Dạ. Hồi còn học phổ thông thì con cũng hay qua đây chơi. Nhưng mà lúc ra trường rồi đi làm, con bận rộn quá không sang thăm bác được. Con thấy áy náy lắm. Trong nhóm bạn thân của thằng Hải nhà bác chỉ có con và thằng Gia Vị là bác hài lòng thôi. À, hồi ni ba má con làm ăn có thuận lợi không? Dạ tốt lắm ạ. Ba má con mới mở thêm 2 phân xưởng sản xuất bao bì ở Bình Dương với Đồng Nai. Nì bác nhớ không lầm là
con cũng học đại học ngân hàng cùng với thằng Hải. Dạ. Rằng con không chọn ngành kinh tế để về con phụ ba má con quản lý công việc. Gia đình con thì cũng có hai anh trai. Ba con thì giao cho hai anh trai quản lý công ty. Còn con thì con nghĩ khác. Con nghĩ mình là phận gái, sau này cũng sẽ xuất giá tòng phu. Thì cũng phải tập trung để lo cho gia đình nhà chồng. Với lại con cũng thích ngành ngân hàng. Con nói rửa cũng phải. Hiện chứ con làm việc ở ngân hàng mố. Dạ, ngân hàng nông nghiệp ạ. À rửa à. Con có biết gia đình bác đã thành lập ngân hàng tư nhân không? Nếu con muốn về làm việc chung với thằng Hải thì để bác nói với bác trai một tiếng. Nếu mà được như vậy thì dạ con cảm ơn bác. Hình như bác đang lo lắng chuyện gì phải không? Bác thì đâu có chuyện chi mà lo, ngoài chuyện thằng con trai của bác. Hoàng Hải là một đứa con có hiếu, nó luôn nghe lời bác. Những lần đi nó lại làm bác buồn. Hoàng Hải đã làm bác buồn chuyện gì ạ? Nếu mà bác thấy tiện thì bác có thể nói cho con biết, con sẽ khuyên anh Hải. Ừ, nếu là bạn bè thân thiết, con hãy khuyên Hoàng Hải giúp cho bác. Bác chỉ có một mình Hoàng Hải là con trai. Bác đã ngắm nghĩa để mắc tới một đám xứng đối với nó, rửa mà nó lại từ chối. Nghe nói nó đã có người yêu. Bác lo, không biết là con bé nợ thuộc hàng người nào. Con cũng có thể hiểu sự lo lắng của một người mẹ như bác. Tại vì bây giờ rất là nhiều đứa con gái hám của như vậy. Có nghĩa là nhìn thấy gia đình của bác giàu có, sẽ tìm đủ mọi cách để có được tình cảm của anh Hải, rồi vào trong gia đình của bác. Bởi vì đó là cách duy nhất có thể đổi đời mà. Con nè, con chơi thân với Hoàng Hải, chắc là con biết nó quan hệ với ai. Con có biết cô gái nữa không? Nói cho bác nghe đi. Dạ, bà ơi, bà đừng có uống rượu nữa. Con dọn cơm cho ba ăn nha. Tao không ăn. Đi mua cho tao xì rượu đây. Bà đừng có uống nhiều quá, không có tốt cho sức khỏe đâu. Mày con tao hay là mày mẹ tao? Đi mua rượu. Tao nói không nghe tao đập bây giờ. Để đi. Kính, em vô phòng đi. Chị đi mua rượu cho ba rồi chị về liền. Đi đi em. Sao? Anh nhớ em quá. Thôi anh về đi, em phải đi mua rượu cho ba nữa. Một ngày nào đó anh sẽ đưa em đi.
em sẽ được tận hưởng một cuộc sống hạnh phúc đủ đầy. Em xứng đáng được như vậy. Cho dù ngày mai ra sao, Linh vẫn cảm ơn anh đã cho Linh những phút giây tuyệt vời được ở bên cạnh anh như lúc này. Chỉ cần em nói cho anh nghe một câu ngắn gọn và thật lòng, em có yêu anh không? Anh chỉ cần có vậy. Hãy tin ở anh, bằng mọi giá anh sẽ cưới em về làm vợ. Không có một khó khăn nào ngăn cản được tình yêu của anh dành cho em. Lên! Anh về đi, để Linh chạy đi mua rượu cho ba. Không bà thấy là chết đó. Nè em, ngày mai anh đón em, mình gặp nhau một chút nha. Được rồi, thôi anh về đi nha. Lên! Đồ chết tiệt! Biểu đi mua chai rượu mà giờ này chưa về! Ê! Cuộc đời khốn nạn! Con người sinh ra chỉ để lừa dối, cha đạp lẫn nhau, xấu xa, tồi tệ. Món bún bò Huế này chỉ có mẹ con nấu là ngon nhất à. Con công nhận với ba điều này. Cha con không ăn nhiều vô một chút. Nay mai tôi chết rồi, không ai nấu cho cha con ông ăn nữa mô. Bà còn sống tới 100 tuổi, lúc đó nhớ truyền lại cho con dâu cháu chắc nhà này. Sao lại để thất truyền mấy món ruột được? Tôi còn muốn truyền thì cũng phải có người chịu khó học hỏi chứ. Liệu mai một vợ của thằng Hải có đảm đương được không? Mẹ yên tâm, cô ấy là người nội trợ rất giỏi. Chỉ cần mẹ cho cô ấy cơ hội học hỏi từ mẹ, con tin là mẹ sẽ hài lòng. Con nói rửa thì đưa bạn gái về ra mắt ba mẹ đi. Chị cần nhìn người thì mẹ có thể đoán cô ta là loại người nào. Mẹ, mẹ đồng ý cho con đưa bạn gái về nhà hả? Không lẽ con chờ tới ngày cưới mới cho mẹ gặp mặt của con dâu tương lai hay răng? Bà làm vậy là phải.
cao quá rồi có ngày té đau. Cái đó tôi cảnh báo bà lâu rồi mà. Bà nghĩ làm sao bà có thể làm con dâu của một người khó tính như bà Nguyệt? Nhưng mà bây giờ rút chân ra vẫn còn kịp mà. Nè, đừng có nói với tôi là tới giờ này vẫn chưa nhận ra được vấn đề nghiêm trọng đó nha. Anh Hải là con trai một, con của một gia đình quý tộc. Bà nghĩ là bà có cửa bước chân vô làm dâu gia đình đó hả? Trời ơi, tỉnh lại đi, tôi khuyên bà thật lòng đó. Người tội nghiệp nhất bây giờ không phải một mình Linh đâu. Hải cũng đau khổ lắm. Anh Hải mới là người khó xử nhất đó. Tôi mệt bà quá à. Thân mình lo còn chưa xong mà đi lo cho người ta là sao? Thôi tôi khuyên bà như vậy mà không nghe thì thôi tôi mặc kệ đó. Nhưng thiệt tình mình cũng không hiểu sao mẹ anh Hoàng Hải lại biết rất rõ về gia đình của mình. Chuyện đó đâu có gì khó đâu. Giờ thám tử tư đầy ra đó, giờ có tiền muốn biết cái gì cũng được mà. Linh, trốn tránh không phải là cách hay để chúng ta giải quyết vấn đề. Anh xin lỗi về những gì mẹ anh đã gây ra. Em hãy cho anh một chút thời gian đi. Anh có chuyện muốn nói với em. Em nghĩ tốt hơn hết chúng ta không nên gặp nhau một thời gian. Cả em và anh nên bình tĩnh lại để nhìn nhận vấn đề một cách khách quan. Vì chúng ta không chỉ sống cho riêng mình. Anh biết cha mẹ rất quan trọng, nhưng tình yêu của anh dành cho em cũng không kém phần quan trọng. Anh không thể từ bỏ một cách dễ dàng như vậy được. Biết là khó, nhưng mà mình đã chọn. Tình yêu mình dành cho Nhật Linh quá sâu đậm. Không có cô ấy thì cuộc đời của mình vô nghĩa. Anh về đi, đừng làm em khổ thêm nữa. Hãy tin anh và cho anh chút thời gian. Anh sẽ về thuyết phục mẹ. Chúng ta không thể nào kết thúc như thế này. Đó là ông Hội, ba của Nhật Linh đó bác. Kia, kia là đứa em trai tự kỷ của Nhật Linh đó bác. Thôi con đưa bác tới đây rồi, bác vô đi chứ con không vô đâu, con ngại lắm. Thôi được, con đưa bác tới đây là bác cảm ơn rồi.
con ngồi đây chờ bác hãy. Dạ. Bà muốn mua dừa hả? Không, tôi tới đây gặp cha con Nhật Linh, không phải tới để mua dừa. Tôi là cha con Linh đây. Bà tìm tôi có chuyện gì? Ông có thể mặc áo vô rồi nói chuyện với tôi có được không? Đây là nhà của tôi. Bà không có quyền ra lệnh. Nói nhanh đi, bà cần gặp tôi có chuyện gì? Linh. Dạ dĩ. Mình biết hết chuyện của Linh và Hoàng Hải rồi. Ghé quán cà phê mình nói chuyện một chút được không? Bây giờ mình không muốn gặp ai và cũng không muốn nghe gì nữa hết. Dĩ về đi mà kệ Linh. Sao Linh tự làm mình đau như vậy? Nếu không được thì buông tay. Dằn vặt đau khổ cũng đâu giải quyết được chuyện gì đâu. Nè bà kia, tôi không cần biết bà là ai, bà giàu có cỡ nào, nhưng bà mở miệng xúc phạm tôi một lần nữa, tôi quăng bà như quăng trái dừa này ra ngoài đường, hiểu chưa? Ông Tường, tôi muốn đứng trong căn nhà nhập vụ của ông làm sao? Tôi tới đây để nói cho ông biết, liều mà giày lại con gái ông đi. Đừng để nó đeo bám dù dỗ con trai tôi. Điều đòi đeo chân hạt sao? Đi! Cậu tới nhà Linh gấp đi, xảy ra chuyện lớn rồi. Dạ, thưa bác. Con kìa. Ba. Mày về đây đúng lúc. Mày làm cái gì? Hả? Mà để cho người ta tới đây chửi bới tao. Dạ. Chửi bới cha mày. Dạ, thưa ba. Tôi biết, nếu tôi không tới đây nói rõ với cha con cô thì cô không từ bỏ âm mưu của cô. Cô vẫn đang tìm mọi cách để quyến rũ con trai tôi. Mục đích chỉ mong thoát khỏi cái ổ chuột đi, đúng không? Dạ. Thưa bác, sao bác lại nghĩ về con như vậy? Tôi nói sai sao? Nhìn giá cạnh của cô như ri. Tôi đã hình dung rõ mục đích của cô khi đến với con trai tôi là chi. Đúng là mẹ nào con nấy. Trời ơi! Mày làm cái gì? Mày làm cái gì mà để người ta sỉ nhục cha mày vậy hả? Mày vừa lòng chưa? Tao, tao giết mày! Ba ơi, ba ơi, ba ơi. Ổn nạn, bị chết đi. Bác ơi, bác ơi, bác buông ra đi bác. Bác bình tĩnh lại đi. Bác ạ, thôi đi bác. Con xin lỗi. Cứ như vậy mà, con xin bác đó. Cái gì vậy? Nhật Linh. Ôm tôi, Linh. Buông ra, buông ra. Thôi. Mấy người đừng có chen vô chuyện gia đình tôi. Để đứa dạy con tôi mà. Mẹ, mẹ làm cái gì ở đây vậy? Đi bác. Xin bác ạ, con bác vô ngủ đi.
Tôi đưa bác vô cũ nghe. Buông tao ra để tôi giết chết cái đứa con gái hư hỏng này. Bác à, bây trừ con biết vì rằng mà mẹ lại phạt đội cuộc hôn nhân này của con chưa? Con nhìn đi, cái loài người vô học này có sự làm xui với gia đình mình không? Bà kia, tôi cũng nói cho bà biết, có làm xui với chó thì tôi cũng làm, nhưng tôi không làm xui với bà đâu. Bà đừng có nghĩ thế giàu sang mà mặc sát người khác. Cút đi, cút ra khỏi nhà tôi đi. Mẹ về nhà đi, con sẽ nói chuyện với mẹ sau. Con đã nghe đĩa từ lỗ tai chưa? Mẹ còn chết, mẹ cũng không làm xui về cái loài người ní, nghe chưa? Thôi mà mẹ, mẹ về nhà đi. Rằng con đối xử với mẹ như rửa hại. Thôi mà, mẹ sẽ không bỏ qua chuyện ní cho con, ngô nghe chưa? Mẹ về. Buông ra, buông ra. Xin bác con mày buông ra. Bác à, bác bình tĩnh lại đi bác. Tao cấm mày từ đây giao du với hạng người đó, nghe chưa? Đi vô nhà, vô nhà đi, đi. Con xin lỗi bác do những gì mẹ con đã nói. Con xin bác đừng ngăn cấm con và Nhật Linh yêu nhau. Con sẽ cố gắng thuyết phục mẹ con. Uống ra. Thôi mà bác. Thôi mày, đi vô nhà. Cậu cút đi, cút ra khỏi nhà tôi đi. Tôi mà còn thấy cậu lén phén với con gái tôi, đừng trách thì đừng trách tôi, nghe chưa? Con sẽ không đi trừ khi bác tha thứ cho con và chấp nhận mối quan hệ của con và Nhật Linh. Cái loài người vô học này có sự làm xui với gia đình mình không? Tha thứ? Tha thứ hả? Tha thứ? Tha thứ? Kìa bác, bác, thôi đi mà bác. Bác à, bác bình tĩnh lại đi. Mày, mày đừng tưởng gia đình mày giàu có, mày ngang ngược muốn làm gì thì làm sao. Đi, đi ra khỏi nhà tao. Bà ơi, con xin bà, bà cứ đánh con đi, bà đừng có đánh anh Hải. Anh không có tội gì khi anh yêu con hết bà ơi, con xin mày, bà. Mày còn dám binh nó nữa hả? Cậu, cậu buông tôi ra. Cậu không buông ra tôi cắn lưỡi tôi chết bây giờ. Bà ơi, một là mày bước vô nhà, hai là mày cũng có theo nó. Đi vô nhà, đi vô, đi vô. Anh Hải, đi vô. Bà ơi. Hải à, cậu về đi. Giờ bác ấy đang nóng giận, sự cố mặt của cậu chỉ làm cho Linh khó xử thôi. Hải à, nhưng mà cậu về đi, để mình xử lý cho. Sau 2 năm về làm việc ở ngân hàng, trong lần đại hội cổ đông này, mọi người đã tin tưởng, nhất trí bầu Hoàng Hải con trai tôi vào chức vị tổng giám đốc ngân hàng. Cổ phần đầu tư của tôi tại đây đã chuyển nhượng tất cả sang cho con trai tôi. Bắt đầu từ ngày hôm nay, tôi sẽ ở vị trí cố vấn. Mong các cổ đông và các anh chị em nhân viên hãy cùng kề vai sát cánh với Hoàng Hải, đưa ngân hàng của chúng ta phát triển ngày càng vững mạnh hơn. Kể từ hôm nay ngồi ở vị trí mới, trách nhiệm của tôi sẽ càng nặng hơn. Rất mong tất cả các cô chú cổ đông cũng như anh chị em nhân viên cùng tôi đồng hành đưa ngân hàng Minh Tâm tiến tới một bước đột phá mới trong ngành tài chính ngân hàng. Việc đầu tiên tôi muốn làm là thay đổi tên của ngân hàng cho phù hợp với xu hướng hiện đại. Ngân hàng Minh Tâm sẽ chính thức đổi thành MTBank. Về mặt luật pháp, bên bộ phận kinh doanh sẽ chuẩn bị làm hồ sơ để đăng ký đổi tên. Về mặt nhân sự, sẽ có thay đổi ở một số bộ phận quan trọng. Vậy hả? Công nhận chỉ là mẹ quá bà. Đẹp chứ chị. Đẹp thiệt.
Công nhận nha, những cái món ăn bà làm nhìn bắt mắt, lại ngon như là ở nhà hàng 5 sao luôn vậy đó. Cô đã từng tới ăn ở nhà hàng 5 sao chưa? Mừng rằng cô biết được tôi nấu ăn ngon và bắt mắt. Bà cứ hay nói giỡn, con đây sao mà được đi ăn nhà hàng 5 sao chứ? Tại vì nhà tivi cho nên con mới biết đó. Ngon và bắt mắt còn chưa đủ đâu. Tôi lo nhất là cái khâu an toàn vệ sinh thực phẩm đó. Cho nên mỗi lần nhà có tiệc tùng chi, tôi muốn từ tay nấu ở nhà cho đã đảm bảo vệ sinh. Bà cho con hỏi nè, bữa nay có phải là bữa tiệc mừng cậu chủ nhà mình lên chức tổng giám đốc ngân hàng không bà? Vợ chồng tôi chờ ngày ni đã lâu rồi. Giao lại sự nghiệp cho thằng con duy nhất. Cha nó có thể nghỉ ngơi dưỡng già. Thôi lo chuẩn bị đi, khách sắp tới rồi đó. Dạ. Chúng ta kết thúc cuộc họp ở đây. Đầu tuần sau sẽ triển khai kế hoạch cụ thể đến từng phòng ban trong phiên họp kế tiếp. Tôi xin phép. Chào con. Chào anh. Dạ. Chào con. Dạ. Dạ. Chào con. Dạ, chào anh. Chúc mừng tân tổng giám đốc. Cảm ơn Duy. Hy vọng chúng ta sẽ phối hợp chặt chẽ hơn trong công việc. Đương nhiên rồi. Kể từ bây giờ Duyên không phải làm việc với 100% công suất nữa, mà sẽ làm 120% công suất, để giúp cho tân tổng giám đốc có thể đạt được tất cả những chiến lược táo bạo nhất mà mình đã đề ra. Cái này người ta gọi là song kiếm hợp bích đi. Hai đứa là bạn học, hiểu nhau hơn, nên trong công việc chắc là sẽ hiệu quả hơn. Dạ. Duyên à, cháu phải cố gắng giúp Hoàng Hải nhiều hơn nữa nha. Tất nhiên rồi, cháu tình nguyện mà, để giúp đỡ anh chàng hào hoa và đa tài này. Nè, chỉ phục vụ trong công việc thôi nghe. Còn những việc khác á, thì mình xin từ chối. Không dám làm phiền tới Duyên. Không, không phiền đâu, mình tình nguyện mà. Thôi, con nhanh lên, con về phụ mẹ để lo tiếp khách nữa kìa. Sắp tới giờ đón khách rồi đó. Để con về trước cô phụ bác gái. Ừ. Hẹn gặp lại ở nhà nha. Ừ. Xin phép bác con đi trước. Cái này người ta gọi là đuổi tình tình chạy, chạy tình thì tình theo đây. Con nhắm coi chống lại sự tấn công của cô bạn con trong bao lâu nữa đi. Trái tim của con á đã vĩnh viễn thuộc về một người, không có chỗ dành cho người khác, cho dù người đó là ai. Hải à, con với Nhật Linh chẳng lẽ hai đứa cứ sống như vậy hoài hay sao? Con còn biết làm gì nữa? Nếu không thuyết phục được mẹ để cưới Nhật Linh về làm vợ, con nhất quyết ở như vậy suốt đời. Ba mẹ chỉ có mình con thôi đó Hải. Con định để nhà mình tuyệt tự sao? Nếu ba muốn con lấy vợ, sinh con đẻ cái nối dõi tông đường, thì ba thuyết phục mẹ cho con cưới Nhật Linh đi. Cuộc chiến này bao giờ mới kết thúc đây? Con cũng không biết. Nhưng chắc chắn con sẽ không nhượng bộ mẹ trong chuyện này. Con yêu Linh, và không có gì làm thay đổi được điều này. Ba nói tài xế đưa ba về nhà trước, con có chuyện quan trọng phải đi. Con sẽ tranh thủ về đúng giờ. Bữa tiệc hôm nay dành cho con đó, con đừng có về trễ nghe, mẹ con sẽ giận đó. Dạ con biết rồi, con đi trước nha ba. Ba thừa biết con đi đâu rồi. Chào cô giáo, anh đến trễ có một chút mà không đón được em ở trường. Anh đâu có hẹn em đâu mà biểu em phải đợi.
Anh có một tin vui muốn báo cho em biết. Mình đi uống cà phê một chút nha. Em đã là cô giáo dạy văn rồi. Vậy mà ba em vẫn còn quản lý giờ giấc của em như hồi còn đi học sao? Thôi được rồi, chỉ 15 phút thôi nha. Em còn phải về nấu cơm cho ba và thằng Kỉnh nữa. Ok. Em uống đi. Có chuyện gì vui muốn kể cho em nghe vậy? Hôm nay anh đã chính thức được bổ nhiệm chức tổng giám đốc ngân hàng Minh Tâm. Chúc mừng anh nha. Sau 2 năm làm việc và phấn đấu, anh đã tạo được uy tín nhất định với ba và một số cổ đông trong ngân hàng. Việc gia đình anh nắm giữ cổ phần lớn nhất trong ngân hàng cũng là một lợi thế. Nhưng điều quan trọng là tất cả mọi người đều đồng thuận và ủng hộ anh ở vị trí mới. Em tin là với tài năng của anh sẽ còn tiến xa hơn nữa. Dù anh có thành công hay tiến xa bao nhiêu nữa, nhưng nếu không có em song hành trong cuộc đời này thì mọi điều đều vô nghĩa đối với anh. Anh đừng có cố chấp rồi tự làm khổ mình. Từ lâu em đã biết là chúng mình sẽ không thể nào có kết quả. Nhưng mà em yêu anh, em vẫn sẽ ở bên cạnh anh mà không đòi hỏi gì hết. Nếu như bây giờ anh quyết định lấy vợ, em cũng sẽ không oán trách anh. Không, người mà Hoàng Hải cưới về làm vợ chỉ có một người, đó là cô giáo Nhật Linh. Chỉ cần em đừng rời xa anh, hãy nắm chặt tay anh và tin tưởng ở anh, nhất định một ngày kia tụi mình sẽ chính thức trở thành vợ chồng của nhau. Chào anh. Dạ, mời anh. Dạ được rồi. Bác thiệt là khéo tay. Cắm hoa cũng đẹp, nấu ăn thì quá ngon. Ai mà may mắn được về làm dâu nhà bác sẽ được học nhiều bí quyết của bà mẹ chồng này. Con nói từ chuyện ni bà càng thêm buồn. Thiệt thằng Hải nhà bác, không biết là nó ăn phải bùa mê thuộc lộ chi của con bé kia mà mai mối bao nhiêu đảm, nhất định không chịu cưới. Bác đừng lo, con nghĩ là anh Hải sớm muộn sẽ nhận ra điều đó thôi. Mà con cũng thấy như vậy, sống cùng một nhà mà không cùng đẳng cấp với nhau thì cũng khó mà dung hòa được. Bác cũng như con nữa. Vì vậy bác mới phản đối chuyện nó với lại con bé nhà nghèo kia. Có thiếu chi người mà cứ đấm đầu vào cái thứ không ra chi. Như con chẳng hạn, hai đứa chơi thân từ mô tới chư. Gia thế nhà con với nhà bác mới xứng làm xui với nhau chứ. Nói thật thì được làm dâu nhà bác cũng là ước mơ lớn nhất của con. Thật sự con thương anh Hải cũng từ lâu lắm rồi. Mà cái bóng của Nhật Linh quá lớn, cho nên con không có cơ hội. Duyên à. Dạ. Cháu ra ngoài phụ với bác tiếp các cổ đông ngân hàng nghe cháu. Dạ. Ủa, sao giờ đi thằng Hải vẫn chưa về? Tôi đâu biết gì. Nó nói đi công việc một chút rồi về ngay mà. Hôm nay là ngày quan trọng của nó. Răng nó lại làm như rửa. Ông điện thoại cho nó liền đi. Để tôi gọi nó liền. Bác đừng lo, con nghĩ là anh Hải cũng sắp về rồi. Thôi bây giờ để con ra ngoài,
con phụ tiếp khách cùng với bác trai. Kiếm tiền là cũng để lại cho nó chứ cho ai. Xin chào. Hoan nghênh hai ông bạn thân tới nhà. Chào người đẹp. Cha, hôm nay cha vắng bà chủ quá hả? Đang cố gắng như vậy thôi. Vì trước hay sau gì mình cũng sẽ ở vai trò này mà. Ok, chúc người đẹp mau chóng đạt được ước mơ. Cảm ơn. Ở chơi tự nhiên nha, mình ra tiếp khách. Ba thấy trong người sao rồi? Hay là ngày mai con nghỉ dạy một buổi, con đưa ba đi khám nha. Khám cái gì mà khám? Thôi, mặc kệ tao đi. Ba ơi, giờ này sức khỏe của ba yếu lắm, ba phải đi khám mới biết bệnh mà trị chứ. Chứ bây giờ ba cứ nằm vậy hoài, con không biết làm sao hết á. Khám? Nó lòi ra bệnh, lấy cái gì mà chạy chữa? Tại nó sống ngày nào ai ngày đó đi. Ba đừng có lo. Bác quá con đi mượn, cùng lắm mình sẽ bán cái nhà này đi, rồi mình ra ngoài mình sẽ thuê cái phòng trọ mình ở, miễn sao ba mạnh khỏe mà ở với tụi con là được rồi. Con chết cũng không bán cái nhà này, dù là cái chòi cũng là của ông nội mày để lại. Đừng có khuyên can nữa, đi. Đi lo cơm nước cho thằng Kính đi. Dạ. Bạn nhà rồi. Hai đứa bay ở đâu? Bạn nhà rồi. Là người đó về tìm có, biết tìm ở đâu. Kính ơi, Kính ơi, Kính, em đâu rồi? Sao em ngồi đây mà hai gọi em không lên tiếng vậy hả? Thôi vô nhà với hai nha, ngồi ngoài này nắng lắm đó. Đi. Vô. Rất vui khi hai cậu đã có mặt chung vui với mình. Chúc mừng cậu. Cảm ơn. Vậy chừng nào cậu mới quyết định về với mình? À, mình đã làm đơn xin nghỉ bên ngân hàng KDB Bank rồi. Chờ có quyết định, mình sẽ vô công ty của cậu làm. Mình đang để dành cho cậu một vị trí rất tốt ở MT Bank. Bạn bè học cùng ngành, về làm việc với nhau chắc chắn sẽ ăn ý hơn. Vì vậy mình mới kéo cho bằng được cậu ấy về. À, còn cậu, biết đâu sau này chúng ta lại kết hợp với nhau ở một lĩnh vực nào khác thì sao? Có thể lắm chứ. Nếu như Mỹ đang tiếp cận công việc kinh doanh bất động sản của gia đình, tôi sẽ không có lưỡng cách. Nếu sau này MT Bank mở rộng thêm lĩnh vực bất động sản, tụi mình lại có dịp hợp tác với nhau. Vô, xin mời. Cho mình tham gia với. Vô, 100% nha. Vô. Trước mắt cả. Thôi, Hải đừng uống nữa, Hải say rồi. Mình không say đâu, đừng lo cho mình. À, trong tương lai, duyên tiếp mạnh và gia dĩ giúp cho Hải. Ta sẽ ngồi lại cùng bạn. Xin lỗi, mình qua tiếp các cụ một chút. À, Hải,
với các chú. Dạ, con xin mời các bác. Dạ mời. Anh chị thiệt là mãn nguyện. Có cậu con trai vừa đẹp trai vừa giỏi giang, con cái nó gánh hết được công chuyện gia đình đó chị. Chừ tôi cũng chưa an tâm lắm đâu chị ơi. Chừng mô hẳn lập gia đình, yên bề gia thất thì tôi mới mãn nguyện được. Dạ. Chuyện này thì cũng đâu có khó gì với chị. Cậu Hoàng Hải là mẫu người lý tưởng của các cô gái thời nay. Lựa chọn một đám ưng ý để cho tụi nó cưới nhau thì anh chị cũng đã mãn nguyện rồi đó. Thiệt không đơn giản như mọi người nghĩ mô. Bác không có người đi theo sao? Tôi cần gặp người nhà của bác. Dạ thưa bác sĩ, có gì thì bác sĩ cứ nói với tôi đi. Bác uống rượu nhiều quá, gan của bác hư hết rồi. Hay nói cách khác á, bác đã bị ung thư giai đoạn cuối. Bị vậy thì tôi còn sống được bao lâu nữa bác sĩ? Nếu bác chịu nhập viện để chữa trị thì cũng còn kéo dài được một thời gian. Còn không á, thì bác không còn thời gian bao lâu nữa. Bác cầm cái này về thông báo với người nhà. Nếu được á, thì ngày mai á, vào làm hồ sơ để nhập viện. Ngày đầu tiên được nghỉ hưu sao sung sướng quá, thiệt là thoải mái. Thấy ông ngủ ngon nên tôi không kêu ông dậy. Mấy chục năm canh cánh với công việc, ngay cả trong giấc ngủ cũng phải lo nữa mà. Giờ thì đã yên tâm giao lại cho thằng con rồi. Uống đi bà. Bà sao vậy? Bà không được khỏe hả? Tôi vẫn bình thường, nhưng có lẽ tâm trạng tôi khác ông lúc này. Ông có vẻ an nhàn, vui vẻ, nghỉ hưu. Nhưng tôi thì lo lắng. Bà lo chuyện gì? Ông không thể cái nhà ni vắng vẻ, thiếu tiếng cười của con nít. Trừ tôi với ông, hai vợ chồng già nhìn nhau suốt ngày, vui rắn được mà vui. Bà lại muốn nhắc tới chuyện vợ con thằng Hải chứ gì? Hai mẹ con bà cứ vậy hoài thì làm sao mà mơ được tiếng trẻ con ở trong căn nhà này. Chứ ông nói tôi phải làm sao? Đồng ý cho nó cưới cái đứa con gái không ra chi về làm dâu nhà ni à? Không sợ thiên hạ cười cho thụi đầu ra? Tôi không bên Nhật Linh, nhưng bà kết tội con bé không ra gì như vậy là không đúng. Hiện thời Nhật Linh là một cô giáo dạy văn cấp 3, có tiếng là mẫu mực. Không thể chỉ vì nhân thân của người mẹ mà đi kết tội đứa con. Dòng nào thì giọng nảy thôi. Thằng Hải con trai mình là đứa thông minh, chững chạc. Chuyện nó chọn bạn gái tôi hoàn toàn yên tâm. Bây giờ mà nó chọn mấy cô chân dài thì tôi mới lo đó. Ông không phù tôi bạc ban con nữa, còn ai vua hùa theo nọ nữa. Mừng rắn tôi dạy được con. Bà và tôi may mắn đã sống hạnh phúc mấy chục năm qua. Mình hãy vì hạnh phúc của con
mà để cho nó có quyền quyết định cuộc hôn nhân của nó. Hơn nữa tôi biết thằng Hải nó rất yêu Nhật Linh, nó sẽ không chịu cưới ai khác về làm vợ đâu. Bà có hiểu không? Bà đồng ý nghe bà, cho con nó được cưới người con gái mà nó yêu. Chỉ cần con nó hạnh phúc, còn lại mọi thứ không có gì quan trọng đâu bà. Không lẽ trời không chịu đất, mà đất phải chịu trời à? Hôm nay có chuyện gì quan trọng mà chủ động hẹn anh cà phê vậy? Em có món quà này để tặng anh nè. Mừng anh thăng chức, chúc anh thành công mỹ mãn. Hai từ mỹ mãn của anh chỉ có khi em đã về bên cạnh anh. Em mong là anh nhận món quà này. Nó không có giá trị vật chất, nhưng nó là tấm lòng em dành cho anh. Cho dù nó là món quà gì đi nữa thì anh cũng sẽ rất trân trọng. Với anh, giá trị vật chất không thể nào so sánh được với những giá trị tinh thần mà mình có được. Em cảm ơn anh. À, anh mở ra coi có được không? Wow, đẹp quá, chắc chắn là rất hợp với anh. Em chỉ đủ tiền để mua loại đồng hồ này. Không quan trọng nó là đồng hồ gì, mà quan trọng nó là quà của em. Anh sẽ đeo nó mãi mãi bên mình, để lúc nào anh cũng cảm thấy có em ở bên cạnh anh. Em đeo cho anh đi. Có đến chết, anh cũng sẽ không bao giờ cởi nó ra. Đây là kỷ vật rất quan trọng trong đời của anh. Hai cho nè. Chị Hai, đói bụng lắm rồi phải không? Cảm ơn chị Hai. Bà ơi, bà sao vậy? Bà ơi, bà tỉnh lại đi ba. Sao sốt dữ vậy nè? Ba ơi, ba ơi, ba có sao không ba? Đây là quyết định nâng lương cho một số nhân viên chủ chốt ở trong ngân hàng, đang chờ tổng giám đốc ký. À, Duyên cứ để đó đi. Khi nào rảnh mình sẽ ký, rồi chuyển nó qua cho Duyên. Tổng giám đốc. Đâu có cần nghiêm trọng dữ gì Duyên. Đúng là lên tổng giám đốc có khác. Dù là nhân viên hay là bạn bè thì cũng đâu đến mức mà không thèm nhịn tàn chút vậy. Không phải vậy đâu. Vì mình mãi chăm chú giải quyết quá nhiều việc, không có hống hách như Duyên tưởng tượng đâu. Alo. Được, được, anh sẽ tới liền. Có chuyện gì vậy? Hải ra ngoài có chút việc riêng. Không lẽ là điện thoại của con Linh?